Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyên Khánh làm một cái video để giới thiệu đến quý vị cái dòng sàn nhựa này quý vị nhé. Cái dòng sàn nhựa này là nó khác so với các cái dòng sàn nhựa khác mà mình đã từng làm video. Đây là dòng sàn nhựa hèm khóa và sản phẩm này là chuyên lót cho sàn mà theo cái kiểu ghép xương cá quý vị nhé. Đấy, theo cái kiểu ghép là xương cá. Thì sàn này có kích thước là chiều rộng 19.1. Chiều rộng quý vị này. Chiều rộng nha là 19.1 cm và chiều dài là 92 cm. Chiều dài một tấm như này là 92 cm và độ dày của cái sàn này là đang là 4 ly. Và hiện tại sàn này thì có 6 màu vân gỗ quý vị nha. Về cái hình thức cái thi công á thì nó cũng giống so với các cái sàn nhựa hẻm khóa khác. Nhưng cái sàn này chuyên quý vị nhé, gọi là chuyên dùng cho lót, gọi là theo phương thức là xương cá. Thì sau đây là video chi tiết về cái cách ghép như thế nào thì quý vị tham khảo. Ngoài ra bên cuối video mình có để 6 màu luôn luôn có hàng quý vị nhé. Và hiện tại sản phẩm này thì đang giao hàng trên toàn quốc. Đấy, quý vị thấy video có ý nghĩa, vui lòng cho Khánh xin một nút like. Và đặc biệt quý vị hãy theo dõi kênh của mình để mình thường xuyên cập nhật những sản phẩm giá thành về video mới nhất quý vị nhé. Và đặc biệt sản phẩm này đang có giá là 310.000 cho 1 m². Ngoài ra nó còn có các cái phụ kiện như len nẹp và giá nhân công khác quý vị nhé. Còn riêng về giá vật tư của sàn này là 310 cho 1 m². Ok, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn quý vị ở những video tiếp theo. Bây giờ xin mời quý vị hãy xem cách ghép của sàn nhựa xương cá như thế nào quý vị nha.